giờ đây là phần giới thiệu các thành phần tham dự thánh lễ xin cộng đoàn chỉ vỗ tay một lần khi phần giới thiệu kết thúc xin được trân trọng giới thiệu với cộng đoàn đức tổng giám mục du xe nguyễn đăng tổng giám mục tổng giáo phận thành phố hồ chí minh chủ tịch hội đồng giám mục việt nam Đức cha Chu Sắc Sirisut, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan. Welcome Bishop Chu Sắc Sirisut, President of the Thai Bishop Conference. Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha John Baptist Chung Xin Chung, Giám mục giáo phận Incheon, Hàn Quốc. Welcome Bishop John Baptist Chung Sin Chung, the Bishop of the Diocese of Incheon, South Korea. Đức cha Xe Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận thanh hóa đức cha louis nguyễn anh tuấn giám mục giáo phận hà tĩnh đức cha mát thiêu nguyễn văn khôi giám mục giáo phận quy nhơn đức cha du xe huỳnh văn sĩ giám mục giáo phận nha trang đức cha đa minh nguyễn văn mạnh giám mục giáo phận đà lạt đức cha vinh sơn nguyễn văn bản giám mục giáo phận hải phòng đức cha emmanuel nguyễn hồng sơn giám mục giáo phận bà rịa đức cha doan đỗ văn ngân giám mục giáo phận xuân lộc đức cha thomas aquino vũ đình hiệu giám mục giáo phận bùi chu Đức cha phê -rô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Đức cha du -xe Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Đức cha du -xe Bùi Công Trác, giám mục phụ tá tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hà Tĩnh Cha Etienne Precon, Phó Tổng quyền Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris Welcome Father Etienne Precon, Vicar General of Paris Foreign Mission Society from France Quý Đức Ông Giuseppe Nguyễn Thế Thoại Phêrô Nguyễn Chí Thiết, Sanvinu Mikalep, Emmanuel Aichert, Welcome Monsignor Sanvinu Mikalep, Emmanuel Aichert from Manta. Quý cha và quý chúng sinh đại diện 11 đại chúng viện của ba giáo tỉnh Việt Nam đại diện 30 hội dòng Mến Thánh Giá trên toàn thế giới. Đại diện các cựu chúng sinh Lâm Bích. Đại diện hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá. Hàng ngàn ca viên thuộc các ca đoàn và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận cùng với tất cả quý khách hành hương. Cách đặc biệt xin được trang trọng giới thiệu với cộng đoàn đức cha du xe đỗ mạnh hùng giám mục giáo phận phan thiết chủ tế thánh lễ hôm nay xin cộng đoàn vỗ tay thật lớn hân hoan đón mừng